Xavier LS710. Xavier LS710 sở hữu tông màu đen và kiểu dáng hiện đại, rất dễ tương đồng với nhiều phong cách nội thất của phòng hát. Kiểu dáng thiết kế đặc biệt, chất lượng của các chi tiết giúp góc phủ âm thanh rộng rãi và mạnh mẽ. Với công suất 300W, Xavier LS710 chấp cả nhạc đen và nhạc rock. Hệ thống loa hai đường tiếng, loa mic có dải tần rộng, loa chép có tần số cao. Xavier LS710 chính là dòng loa toàn dải đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ tối tân này. 2. Loa E3K103. Ở tầm giá vừa phải này, E3K103 là chiếc loa mạnh mẽ và đa năng. Anh em đam mê dòng nhạc mà chủ trương chi tiêu vừa phải vẫn có thể chọn gặp loa này cho dàn karaoke gia đình nhà bạn. Hát ballad trữ tình thì rất mùi mẫn, mà chơi nhạc remix thì cũng sung sức. E3K103 có chất âm thiên về bass, lan tỏa khắp không gian mà vẫn dễ phối ghép, là loại loa toàn dải với ba loa hai đường tiếng. Loa E3K103 cho anh em tận hưởng âm trung cực đẹp, âm cao thì tới và sáng rõ, giai điệu mềm mại, uyển chuyển vô cùng, âm bass sâu tạo nên độ trầm bổng cho bản nhạc. 3. Loa Xavier LS710. Xavier LS710 dành cho anh em đang tìm loa chất âm đảm bảo hay mà giá trị hạt rẻ. Sở hữu Xavier LS710 để tận hưởng công nghệ Mỹ mà giá tiền rất Việt Nam. Anh em có thể tận hưởng một cặp loa gỗ chắc chắn, chịu lực tốt, bền bỉ nhờ chất sơn. Xavier LS710 là loa hát karaoke chống rè ngon lành cành đào trong phân khúc giá rẻ này. Nhờ cân bằng được chép, mic và bass tiên tiến mà chất âm duy trì được sự thanh thoát trong trẻo đến hoàn hảo. 4. Loa Full DE MH10. MH10 có màn lưới thép không gỉ phía trước với cấu tạo khá đặc biệt, những mắt tròn nhỏ trên màn lưới đan vào nhau, đặt trước một lớp xốp chuyên dụng. Vì vậy, mặt của loa được che chắn kỹ càng, chống thấm, chẳng bán bụi bẩn. Đằng sau là lập âm cơ học để âm thanh được sạch sẽ và trong trẻo tuyệt đối. DE-MH10 mang lại âm thanh chất lượng bền bỉ dài lâu. Phủ âm tốt ở căn phòng diện tích lên đến 40m với công suất cực đại là 1000W thì dù hoạt động ở thời gian dài, DE-MH10 vẫn đảm bảo được không bị rè hay là vỡ tiếng. 5. Loa DS Audio T12 Pro. DS Audio T12 Pro thiết kế mạnh mẽ và uyển chuyển, kích thước vừa phải, không quá lớn nên chiếc loa có được ngoại hình hài hòa. DS Audio T12 Pro mang đến công suất khủng lên đến 800W trong một khúc tầm trung, cho ra chất âm nhạc cực bốc, hoàn toàn mạnh mẽ, được trang bị nhiều công nghệ mới như là công suất nén 300W, một loa siêu trầm polymer và màn polymer dài 1.5 inch giúp em nó tái tạo được âm thanh chất lượng ở mọi giải tầng.